quay trở lại với chuỗi những video hướng dẫn các bạn tự học môn tiếng Anh, chương trình tiếng Anh lớp 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại nhà. Trong buổi học ngày hôm nay, cô tiếp tục đồng hành cùng với các bạn để chúng ta sẽ tiếp tục học bài học tiếp theo, đó là bài học số 2 trong chương trình tiếng Anh lớp 5 kỳ 1. Ở bài học số 1 thì cô và các bạn chúng ta đã cùng nhau làm quen cũng như là tìm hiểu về những cấu trúc của bài học số 1 rồi, đúng không nào? Và chắc chắn rằng là các bạn cũng đã nắm chắc được kiến thức của bài học số 1 rồi. Hôm nay cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau học bài học số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị vở và bút để chúng ta sẽ bắt đầu học bài học ngay bây giờ nhé. Here we go. Unit 2. Unit 2. I always get up early. How about you? First one about vocabulary. Trước tiên thì cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một phần vô cùng quan trọng mà trong đầu bài học nào cô trò mình cũng học phần này, đúng không nào? Đó chính là phần từ vựng. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe và đọc lại theo cô nhé. After. After. Before. Before. Always. Always. Usually. Usually, usually, sometimes, sometimes, rarely, rarely, never, never, early, early, late, late. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Cook dinner. Cook dinner. Classmate. Classmate. Get up. Get up. Wash my face. Wash my face. Do morning exercise. Do morning exercise. Go to school. Have breakfast. Have breakfast. Have lunch. Have lunch. Have dinner. Have dinner. Watch TV. Watch TV. Talk with friends. Talk with friends. Surf the internet. Surf the internet. Look for information. Look for information. Go fishing. Go fishing. Ride a bike. Ride a bike. Go to bed. Go to bed. Go jogging. Go jogging. Go to the library. Go to the library. Go shopping. Go shopping. Do homework. Do homework. Go camping. Go camping. Go swimming. Go swimming. Ok, vừa rồi cô và các bạn chúng ta đã cùng nhau làm quen với toàn bộ từ vựng của bài học số 2. Trong bài học số 2 này thì cái lượng từ vựng của chúng ta khá là nhiều. Vì vậy mà các bạn hãy ghi chép và ghi bài thật là đầy đủ nhé, để chúng ta sẽ có tư liệu để chúng ta sẽ ôn tập lại. Bây giờ cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi nhắc lại và chúng ta sẽ giải nghĩa của các từ vựng trong bài học ngày hôm nay nhé. Go swimming, ở đây là đi bơi, đúng không nào? Go camping, nhìn hình các bạn cũng có thể đoán được rồi, đúng không? Là đi camping, cắm trại. Do homework, làm bài tập về nhà. Go shopping, đi mua sắm. Go to the library, đi đến thư viện. Go jogging. Jogging ở đây là đi bộ, nhưng chúng ta sẽ đi nhanh hơn so với bình thường.
go to bed, đi ngủ. Ride a bike, đạp xe. Go fishing, câu cá. Look for information. Information ở đây là thông tin. Và từ look for ở đây là tìm kiếm. Thì ở đây chúng ta sẽ dịch cái cụm từ này là tìm kiếm thông tin, được chưa nào? Surf the internet, lướt web hoặc là talk with friends, trò chuyện với bạn bè, nói chuyện với bạn bè của mình. Watch TV, xem TV, từ này rất là quen thuộc với các bạn rồi đúng không nào? Have dinner, ăn tối. Have lunch, ăn trưa. Have breakfast, ăn sáng. Go to school, đi học. Do morning exercise, tập thể dục buổi sáng. Wash my face, rửa mặt của mình. Get up, thức dậy. Classmate, ở đây là bạn cùng lớp. Cook dinner, nấu bữa tối. Brush my teeth, đánh răng của mình. Việc này chúng ta thường chúng ta sẽ làm ngay sau khi chúng ta ngủ dậy đúng không nào? Late là muộn. Early, sớm. Never, các bạn nhìn vào cái phần trăm ở trong hình này cô dùng để biểu thị never, đây là 0%, tức là sẽ không bao giờ. Never, không bao giờ. Never. Rarely, rất là hiếm khi đúng không các bạn? Vẫn là có nhưng mà rất là ít thôi. Hiếm khi. Sometimes, thỉnh thoảng. Các bạn nhìn nhé, nó nhiều hơn cái rarely này đúng không? Sometimes, 40% thì là thỉnh thoảng thôi. Usually, 80% thường. Tức là cái việc này sẽ cái tần suất nó xảy ra dày hơn so với cái sometimes, alright? Này chúng ta có này usually, thường. Always, luôn. Tức là cái việc này luôn xảy ra với cái tần suất lên tận 100% của các bạn ạ. Nó rất là thường xuyên xảy ra đúng không nào? Before đây, trước khi. After, sau khi. Trước khi là nó rất là trước khi mà chúng ta dọn dẹp thì nó rất là bừa bộn đúng không? Tuy nhiên sau khi dọn dẹp xong nó đã gọn gàng rồi, được chưa nào? Bây giờ các bạn chúng ta sẽ cùng nhau nghe và nhắc lại từ vựng cùng với cô một lần nữa nhé. After, before, always, usually, sometimes, rarely, never, early, late, brush my teeth, cook dinner, classmate, get up, wash my face, do morning exercise, go to school, have breakfast, have lunch, have dinner, watch TV, talk with friends, surf the internet, look for information, go fishing, ride a bike, go to bed, go jogging, go to the library, go shopping, do homework, go camping, go swimming. Ok, bây giờ cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần structures, chính là phần cấu trúc, được chưa nào? Vậy thì chúng ta thử xem trong bài học số 2 ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cấu trúc nào cần phải ghi nhớ các bạn nhé. Rồi, cấu trúc đầu tiên chúng ta sẽ phải nhớ xem cách hỏi và trả lời xem ai đó thường làm gì vào khi nào. Thường làm gì tức là chúng ta hỏi về cái tần suất, xem là cái việc làm, cái việc gì đó bạn đó làm có thường xuyên hay không, hay là thỉnh thoảng mới làm nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào. Chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi là what do hoặc là the cộng với chủ ngữ cộng với do. Do và does ở đây thì các bạn sẽ chia theo chủ ngữ, được chưa nào? Chủ ngữ ở đây thì chúng ta có bao gồm có 7 chủ ngữ, các bạn nhớ rồi đúng không nào? I, you, we, they, he, she, it, alright. Và câu trả lời chúng ta sẽ có là nếu như chủ ngữ là I
thì chúng ta cũng cộng với always, usually, often, sometimes. Và chủ ngữ là he hoặc là she, chúng ta cộng với các trạng từ chỉ tần suất. Các trạng từ ví dụ như always, usually, often, sometimes, ở đây là các trạng từ gọi là, chúng ta sẽ gọi là các trạng từ chỉ tần suất các bạn nhé. Tần suất ở đây là cái mức độ diễn ra sự việc thế nào, và cộng với động từ ở đây chúng ta phải thêm s hoặc es vì he và she mà, đúng không nào? Các bạn chú ý cho cô, khi mà chúng ta thêm es thì khi đó động từ kết thúc bằng các chữ cái là o, s, x, z, s, h và ch thì chúng ta sẽ thêm es vào đằng sau động từ. Tuy nhiên và với cái trường hợp còn lại, tất cả các trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ thêm s thôi. Thế nên là các bạn chỉ cần nhớ cho cô 6 cái đuôi này để chúng ta thêm es thôi, còn đâu chúng ta sẽ thêm s chia theo chủ ngữ he she các bạn nhé. Rồi để cho các bạn hiểu hơn thì chúng ta sẽ nhìn xuống ví dụ. Ở đây cô sẽ hỏi what do you do in the evening nga? Bạn làm gì vào buổi tối vậy nga? I usually do my homework. Mình thường làm bài tập về nhà. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ hỏi cho bạn Hoa xem là bạn Hoa làm gì buổi sáng. What do Hoa do in the morning? Hoa làm gì vào buổi sáng? She often does morning exercise in the morning. Cô ấy thường tập thể dục vào buổi sáng. Được chưa nào? What do they do after getting up? Họ làm gì sau khi thức dậy? They always brush their teeth. Được chưa nào? Họ luôn luôn đánh răng. Đó là cái việc của chúng ta thường làm sau khi chúng ta thức dậy. Được chưa nào? Và cấu trúc thứ hai, chúng ta sẽ hỏi xem cách hỏi và trả lời về tần suất ai đó làm gì. Thì chúng ta sẽ có how often. How often các bạn nhá. Các chúng ta sẽ nhớ cho cô cấu trúc này, how often cộng với do hoặc does, cộng với chủ ngữ và cộng với động từ. Câu trả lời chúng ta sẽ có chủ ngữ. Chủ ngữ ở đây bao gồm 7 chủ ngữ, các bạn có thể thay thế tùy theo cái dạng câu hỏi của mình, cộng với động từ giữ nguyên nếu chủ ngữ là ai, và you, we, they thế nào, nhưng thêm s và es đối với chủ ngữ he và she, cộng với từ every day hoặc là once, twice, a week, a month hoặc là a year. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn dùng ví dụ này. How often does she go fishing? Cô ấy có thường xuyên đi câu cá không? How often does she go fishing? Sorry các bạn, chỗ này sẽ phải là cô thiếu một chút, tớ gọi chấm này cô đã vừa bổ sung vào rồi. How often does she go fishing? Cô ấy thường xuyên đi câu cá không? She goes fishing once a week. Cô ấy đi câu cá một tuần một lần, hoặc là một lần một tuần. Một tuần một lần, là thế nào? Thì tuần nào cô ấy cũng đi câu cá một lần. Tiếp tục, how often do you go to the library? Bạn có thường xuyên đi đến thư viện không? I go to the library twice a month. Month ở đây là tháng, các bạn học rồi đúng không nào? Chúng ta học được chương trình tiếng Anh lớp 4 rồi. Twice a month. Twice, hai lần một tháng. Tức là tháng nào cũng đi đến thư viện hai lần, được chưa nào? Vậy thì trong bài học số 2 này, các bạn sẽ phải ghi nhớ giúp cô hai cấu trúc. Thứ nhất là cách hỏi và trả lời xem ai đó thường làm gì vào khi nào. Thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là what do hoặc does cộng với chủ ngữ cộng với do. Câu trả lời là chủ ngữ cộng với always, usually, often, sometimes cộng với động từ hoặc là động từ thêm s hoặc es, thấy chưa nào? Tiếp theo, chúng ta phải ghi nhớ cách hỏi và trả lời về tần suất ai đó làm gì thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc how often. Các bạn cứ nhớ khi chúng ta hỏi về tần suất thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc how often cộng với do hoặc does cộng với chủ ngữ cộng với động từ. Câu trả lời chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với động từ nguyên thể, tức là động từ không chia hoặc động từ thêm s hoặc es tùy theo chủ ngữ, cộng với cụm từ every day, once một lần, twice hai lần, a week một tuần này, a month một tháng này, a year một năm, được chưa nào? Vậy thì bài số 2 này chúng ta có khá là nhiều từ vựng. Các bạn hãy ghi chép thật là đầy đủ bài và vở, và chúng ta sẽ lấy đó làm tư liệu để chúng ta ôn tập bài học số 2 này.
Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học tiếp theo nhé. Bye bye.